Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng chiếc Porsche Panamera đời 2021 tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đó, đây chiêm ngưỡng chiếc Porsche Panamera đời 2021 đang có mặt tại Stadio Hà Nội. Đó, các bạn nhìn quả màu cực kỳ đỉnh luôn. Và đây là những thiết kế mới trên Porsche Panamera đời 2021 tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Quá đẹp, trong cái không gian cũng cực kỳ ấn tượng tại Porsche Stadio Hà Nội. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng. Đó, mình đi sẽ một vòng trước khi đi vào các chi tiết các bạn nhé. Quả đuôi thì thôi rồi luôn, các bạn thông cảm nha, mình đi cái đôi nai và nó ma sát với cái bề mặt của cái Stadio thì nó hơi con thành một chút, các bạn thông cảm nha. Mỗi lần mình di chuyển nó sẽ có tiếng kêu của bước chân. Đây các bạn nhìn này, phần đuôi này, thiết kế quá xuất sắc luôn. Đặc biệt là cái cụm đèn hậu mới các bạn nhé, cụm đèn hậu mới này với hoa văn 3D rất ấn tượng. Mình đã từng review cho các bạn trên một chiếc Porsche Panamera màu trắng biển rất đẹp 2021 của một đại gia Hà Nội. Tuy nhiên đây là chiếc Porsche Panamera màu đỏ nâu, màu nâu rất đẹp luôn. Các bạn nhìn thực tế thấy cái màu nó đẹp. Và cái cụm đèn hậu chạy ngang này các bạn này, cụm đèn hậu chạy ngang kiểu mới. Đó, cái dải đèn LED được thiết kế tinh chỉnh lại nhìn đẹp cực kỳ luôn các bạn ạ. Và đây có logo Panamera dập nổi ở đây và dòng chữ Porsche. Đó, dòng chữ Porsche dập 3D ở bên trên các bạn nhé, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Khách hàng có thể tùy chọn cái màu này là màu đen hoặc là màu kim loại ở đây, tùy các bạn theo sở thích các bạn nhé. Đây phần đuôi này, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Và Panamera thì mình hay gọi vui nó là chiếc Porsche 911 chục cơ sở kéo dài, bởi vì nó thiết kế sang trọng đẳng cấp kết hợp với tính thể thao của mẫu xe 911 điện thoại. Chiếc này thì được trang bị chụp ống xả kép đặt đối xứng hai bên và được sơn màu đen, nhìn rất đẹp luôn. Đây mình sẽ mở cái cốp lên cho các bạn chiêm ngưỡng cái phần cốp xe này, cốp mở điện này. Và cái không gian nó cũng rất rộng luôn các bạn nhé. Đây, cái không gian chứa đồ của chiếc Porsche Panamera nó cũng rất rộng luôn. Các bạn có thể để vừa mấy bộ gốp ở đây cũng được, 2-3 bộ gốp đây và cái đồ dùng cá nhân của bạn để đây cũng thoải mái luôn. Và cái bề mặt này nó được bọc vải mềm, hai bên cũng có những không gian chứa đồ trong những cái ngách này các bạn này, có đèn chiếu sáng nhìn rất sáng luôn. Ở trên này chúng ta sẽ thấy hai cái màng loa này và nhìn thấy toàn bộ khoang cabin ở phía trước các bạn nhé. Đây là cái không gian ở bên dưới, ắc quy và đó, cái loa bầu này các bạn này. Đó, bật mí luôn cho các bạn là chiếc này sử dụng loa bầu. Đó, đóng thì cũng là đóng mở điện. Đó, đóng xuống chúng ta sẽ có một phần đuôi cực kỳ đẹp luôn. Đây là chiều ngang của chiếc Porsche Panamera các bạn nhé. Đây, chiếc này được trang bị bộ mâm. Mâm này là mâm tùy chọn chứ không phải là mâm tiêu chuẩn trên một chiếc Porsche Panamera bản thấp đâu các bạn nhé. Đó, mâm tùy chọn có kích thước là 21 inch lốp 315/30 ở phía sau. Đó, mâm này có lẽ là mâm của phiên bản turbo, nhìn rất ấn tượng luôn. Mâm kiểu mới các bạn ạ, sơn hai màu, bên trong thì viền màu xám, bên ngoài thì là màu kim loại đánh bóng thủ công, có lẽ là thủ công, nhìn rất ấn tượng. Lốp là lốp P0. Tốt thì luôn luôn thiết kế cái vỏ bánh sau và cái phần vuốt này. Cái phần vuốt này được làm cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, nhìn đẹp dã man luôn, trên 911, trên Macan hay trên Cayenne hay là trên Panamera hay là mới đây nhất là trên Taycan, nó đều được làm cái phần mái vòm, cái vòm bánh sau tạo hình cực kỳ khỏe khoắn luôn các bạn. Đó, nẹp kim loại mạ chrome ở bên ngoài và cái trụ B được sơn đen này, trụ C và trụ D đấy cũng được sơn đen các bạn nhé. Và cái phần mui xe các bạn nhìn này, được làm một đường cong cực kỳ sexy và hấp dẫn luôn. Đó, một chiếc 4 cửa, tuy nhiên các bạn nhìn thoáng qua các bạn cứ tưởng đây là một chiếc coupe 2 cửa đấy nhé. Trên không gian bên trong vô cùng đẳng cấp, một chút nữa thì chúng ta sẽ khám phá. Còn đây là bộ mâm ở phía trước cũng dùng lốp P0 R21 lốp 275/35 các bạn nhé. Lốp trước là 275/35, lốp sau là 315/30. Đó, cùm phanh là cùm phanh màu đen, đĩa phanh cũng khá lớn. Đây, quả mâm nhìn đẹp dã man luôn, đời 2021 với mâm thì chọn. Đó, các bạn nghe tiếng sấm bên ngoài nhé. Tại sau vỏ bánh trước thì có chi tiết mang cá làm từ nhựa màu đen và có hai cái khe thoát gió này các bạn này, nhìn rất là phong cách thể thao luôn. Gương chiếu hậu cũng được làm rất đẹp, trên sơn trùng màu ngoại thất và dưới sơn màu đen, có camera trong camera 360 độ nhé. Đây là phần đầu xe các bạn. Wow, phần đầu xe mới của Porsche Panamera đời 2021 được thiết kế mới với cản trước mới theo phong cách sport. Đèn pha là đèn pha LED này.
Đó, LED 4 điểm cực kỳ đẳng cấp của Porsche rồi. Nhìn cái các bạn sẽ nhận ra ngay những chiếc Porsche di chuyển trên đường với cái đèn pha đặc trưng này, từ Panamacan cho đến Porsche Cayenne hay là 911, nó đều có cái phong cách thiết kế nó gần giống nhau và nó tạo nên một cái điểm nhấn và điểm nhận diện cho những chiếc Porsche các bạn nhé. Và đặc biệt là với những chiếc Porsche phiên bản nào cũng thế, các bạn nhìn này, cái chỗ đèn pha nó được làm hơi nhô cao, gồ cao lên một chút, đặc biệt là trên những chiếc 911 ấy, cái thiết kế kiểu đèn pha này đi theo nhiều thế hệ, nhiều thập niên rồi các bạn nhé. Đây, đẹp dã man luôn này. Đó, nó kết hợp với cái vòm bánh trước này, nó tạo nên một cái điểm nhấn cho phần đầu xe với ba cái hốc hút gió chính giữa hai bên này, và có một cái dải đèn LED gầm, LED định vị đó các bạn, nhìn nó ấn tượng luôn. Đó, camera trước thì được đặt thấp ngay ở dưới cái pad gắn biển số đây các bạn nhé. Dải đèn LED các bạn này, dải đèn LED sắc nét đây, vừa là đèn định vị này, và là đèn gầm luôn. Cản trước cũng được làm từ nhựa màu đen. Ngay bên trên là cái chi tiết sơn trùng màu ngoại thất các bạn nhé, chi tiết sơn trùng màu ngoại thất. Phía dưới là cái ốp phiền màu đen, đây là cái cản chống va đấy. Chẳng may là khi các bạn va quẹt thì nó sẽ va chạm với cái nhựa màu đen này, và các bạn cũng có thể dễ dàng thay vì cái phần nhựa sơn trùng màu ngoại thất ở phía trên. Đó, và cái chi tiết hốc này nó là cái điểm mới trên Porsche Panamera đời 2021 nhá. Bạn sẽ nhận thấy nó khác ngay so với phiên bản cũ. Màu của chiếc này thì nó còn quá là đỉnh luôn. Wow. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc Porsche Panamera này các bạn nhé. Wow. Nội thất được bọc da màu nâu kết hợp với màu xám xanh các bạn. Đây, màu nâu là màu chủ đạo. Ngay tại cửa phía sau chúng ta có một cái điểm rất đặc biệt, đó là cái hệ thống loa bầu. Đó, màng loa bầu và có đèn viền nội thất chạy xung quanh, nhìn cực kỳ nổi bật luôn các bạn. Ghế sau cũng được chỉnh điện đa hướng và nhớ 3 vị trí các bạn nhé. Đây, nhớ 3 vị trí này. Còn đây là không gian sử dụng ở hàng ghế thứ hai, với hai chỗ ngồi tách biệt nhau bởi cái cụm điều khiển ở chính giữa. Đó, ghế ngồi đều được chỉnh điện đa hướng này. Đó, được chỉnh điện đa hướng sẽ được tích hợp ở đây các bạn nhé. Và ở bậu cửa cũng có một cái chi tiết đẹp kim loại mạ chrome, nếu mà thêm chữ Panamera hay là chữ Porsche đây thì nhìn nó ấn tượng hơn. Ghế ngồi được bọc da màu nâu và đục lỗ thông hơi, không rõ là có sấy sửa hay massage hay không. Tí nữa thì chúng ta sẽ vào cái vị trí trung tâm kia để kiểm tra xem các bạn nhé. Và ghế ngồi cũng được thiết kế đây. Các bạn nhìn thiết kế thể thao trên một chiếc xe hạng sang, chiếc Gran Turismo hạng sang, và ghế ngồi cũng được thiết kế đậm chất thể thao, ngay cả cái hàng ghế sau các bạn nhé. Với cái thành ghế hai bên được làm nhô lên này, phần dưới này cũng được làm lõm ở chính giữa, và hai bên nó được làm nhô lên để ôm cái phần bắp đùi của các bạn nhé. Đó, đầu cũng có cái tựa đầu và có logo Porsche dập nổi ở trên. Đây, chúng ta sẽ vào cái không gian hàng ghế thứ hai xem nó có cái gì đặc biệt. Với cái màn hình này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được media này, climate này, option này, seat navigator. Đây, các bạn có thể hiển thị được cả navigator ở đây các bạn nhé. Đó, và điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập ở phía sau trên một cái cụm điều khiển này, nhìn thiết kế cực kỳ sang các bạn nhỉ. Ở hàng ghế thứ hai các bạn nhé, các bạn lưu ý là đây là hàng ghế thứ hai nhé, chúng ta cũng điều chỉnh được rất nhiều thứ này. Đó, media này, climate này, option seat navigator này, điều hòa hai vùng độc lập phía sau này, và đây có một cái màn hình cảm ứng, các bạn cũng có thể điều chỉnh được nhiều thứ và xem được nhiều thông tin như chip này, favorite navigator này, đó, media này, climate này, seat này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh được rất nhiều thứ. Đây, nó hơi bóng một chút, các bạn thông cảm nhé. Ở phía trên có cửa gió điều hòa này. Ngay ở phía dưới này thì chúng ta cũng có những cái nút điều chỉnh rèm bằng cơ, hoặc là các bạn có thể chỉnh ở trên cái màn hình cảm ứng này các bạn nhé. Ở phía dưới này thì chúng ta có gì, hai cổng sạc dạng Type-C ở đây, hai khay để cốc ở đây, và khi các bạn không dùng đến thì các bạn có thể đóng nó lại. Đó, các bạn đóng lại trên cái bề mặt ốp gỗ đen màu piano các bạn nhé. Có bệ tì tay ở đây, các bạn có thể gạt nó xuống ở đây. Và trên cái bệ tì tay này thì chúng ta cũng có một cái ngăn để đồ, các bạn có thể để điện thoại này, trang sức này, và một số đồ dùng cá nhân khác các bạn có thể để đây và đậy vào. Nếu như các bạn không muốn có cái bệ tì tay đây nữa thì các bạn có thể gạt lên để có một cái không gian kết nối với người ngồi ở bên cạnh. Đó, và bên cạnh ghế ngồi như thiết kế đẹp dã man các bạn ạ. Đó, đây là không gian ở phía trước của người ngồi hàng ghế thứ hai nhá. Hơi tiếc thì chiếc này không có một cái trang bị gọi là màn hình gắn trên tựa lưng hàng ghế trước như một số mẫu xe siêu sang của Rolls Royce hay là Bentley.
Đó, phía trên thì chúng ta có cửa sổ trời dành cho khoang sau này, dành cho khoang trước này, được làm tách biệt nhau nhé. Đây là phong cách thiết kế quen thuộc trên những mẫu xe sang cao cấp như Mercedes hay là Audi hay là Porsche, thường thì được làm phân tách nhau thay vì mở một cái là nó mở hết cả phần trên này. Hai bên thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có rèm che nắng này, cửa gió điều hòa hai bên này. Ở trên này cũng có cái thông hơi này các bạn nhé. Có móc treo quần áo này. Đó, cửa ngồi khi các bạn đóng vào này. Chúng ta sẽ có một không gian cực kỳ yên tĩnh. Cửa cũng là cửa hít các bạn nhé. Và cái không gian cực kỳ rộng rãi luôn các bạn. Hàng ghế thứ hai của một chiếc Panamera tuy nhiên cũng rất rất rộng rãi đấy các bạn. Vừa thiết kế thể thao mà nó cũng có một cái không gian thoải mái như thế này thì đúng là một chiếc xe hài hòa và phù hợp với số đông khách hàng cao cấp tại thị trường Việt Nam. Bảo sao mà Panamera chạy đầy đường các bạn ạ. Panamera chạy đầy đường và xe nhập về không kịp giao cho khách luôn. Đó, ấn tượng cực kỳ luôn các bạn nhỉ. Mình thích rất thích cái cụm ở giữa này, thiết kế đẹp dã man, đúng là tinh tế và sang trọng. Để có một cái không gian riêng tư nhất có thể và che chắn những ánh nắng ấy, mình sẽ kéo cái rèm về lên. Chúng ta sẽ sử dụng cái nút này các bạn này. Nó có một cái nút rèm đây này, nút cơ rất nhanh luôn. Và khi mình ấn lên ấy thì đây. Rèm đằng sau lên này. Rèm bên này thì các bạn chỉnh ở đây này. Đó nhá. Các bạn thì chỉnh ở đây nhá, lên xuống ở đây. Đây là mình chỉnh lên này, xuống này. Đó, chúng ta sẽ có một không gian rất riêng tư. Bên này mình có thể chỉnh một cách dễ dàng. Đây. Lên này. Đó, chúng ta sẽ có một không gian riêng tư hơn. Người ngồi bên ngoài sẽ khó nhìn được những thứ ở bên trong. Các bạn làm gì ở bên trong thì người ngồi bên ngoài sẽ khó nhìn thấy hơn. Đó, rèm chỉnh điện các bạn nhé. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ lên khoang trên nhỉ. Đây, hiện tại thì mình đã có mặt bên trong khoang cabin của chiếc Porsche Panamera đời 2021 tại trường Việt Nam. Đó, các bạn thì quan sát này, không gian quá đẳng cấp và sang trọng luôn. Và nó cũng thiết kế rất thể thao các bạn nhé. Một chiếc sedan hạng sang, một chiếc Gran Turismo. Tuy nhiên cũng được mang gen DNA thể thao của Porsche như những chiếc Porsche 911 luôn. Cái khoang cabin này các bạn nhìn thoáng qua cứ tưởng là Porsche 911 hay là những cái mẫu xe thể thao cao cấp các bạn nhỉ. Vô lăng tròn vo này các bạn này, vô lăng tròn vo, logo của Porsche ở chính giữa, nẹp có cái viền kim loại bên ngoài này. Đây cũng là cái còi luôn các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút drive mode này. Đó, drive mode điều chỉnh các chế độ lái này. Có lễ chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Set cruise control ở phía cái cần ở dưới đây các bạn nhé. Đèn ở phía trên này. Đó. Đèn xe thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây này, auto này, đèn pha, đèn chiếu gần, đèn chiếu pha này. Đó. Và với những chiếc Porsche thì hệ thống điện sẽ được kích hoạt ở đây các bạn này, không phải là ấn vào một cái nút start top engine mà là một cái cần. Mặc dù nó đã sử dụng chìa khóa thông minh ở đây. Sử dụng một chìa khóa thông minh giống như một chiếc Porsche luôn các bạn nhé. Giống như một chiếc Porsche này. Đó, giống như một chiếc Porsche. Và khi các bạn có cái chìa khóa trên tay và vào bên trong xe rồi thì các bạn sẽ cầm cái này. Và đây là chợ trạng thái nghỉ này. Đó, mình sẽ vặn nhé. Mình sẽ vặn một cái thì hệ thống điện đã lên này các bạn này. Đó, hệ thống điện lên này. Và khi các bạn vặn thêm một cái nữa kết hợp với đạp phanh ấy, thì xe sẽ được khởi động các bạn nhé. Đó, màn hình phía sau vô lăng các bạn nhìn này là hai cái màn hình điện tử hai bên và một cái màn hình điện tử chính giữa dạng analog này. Đó, các bạn nhìn thấy là tổng cộng có 5 cái vòng tròn nối liền nhau, phong cách cực kỳ thể thao luôn. Trung tâm là một màn hình hiển thị vòng tua máy quen thuộc trên những chiếc siêu xe các bạn nhé. Đấy, hiển thị PRD ở cái màn hình nhỏ nhỏ phía dưới này các bạn này. Ở bên này thì là một cái cụm màn hình điện tử, tuy nhiên nó chia làm hai cái vòng tròn, nó tạo chất thể thao hơn. Giống như Porsche Panamera đời cũ thì nó được làm một loạt các cái màn hình ở đây, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Cái màn hình này thì các bạn cũng sẽ thấy được ở trên những chiếc Porsche 911 nhé. Cái kiểu thiết kế mái vòm và những cái màn hình chia vòng tròn này nhìn cực kỳ thể thao luôn. Chiếc này thì không có HUD hiển thị trên kính lái. Ở bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 12,3 inch. Vừa tính năng giải trí, vừa tính năng cài đặt xe các bạn nhé. Đây này các bạn này. Ví dụ như nó đang ở K này, Driver là có Normal, Sport, Sport Plus, này, Individual này. Và Control này. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh được rất nhiều thứ ở trên này. Chip này. Chiếc này thì cũng được trang bị gói Sport Channel các bạn nhé. Navigator này. Media này. Phone này. Đó, K này, K thì các bạn sẽ điều chỉnh được một số thứ đây, start top engine này. Drive mode với normal sport này. Các bạn có điều chỉnh vào cái núm này, các bạn sẽ xoay. Đó, nó cũng di chuyển cho các bạn nhé. Đó, các bạn xoay cái drive mode này, nó sẽ thay đổi này. Đó. Đây này. Các bạn nhìn ngay cái hình cái xe ở bên cạnh nhá. Khi mình chuyển một cái chế độ lái nào đó
thì nó điều chỉnh hệ thống treo và động cơ ngay. Sport này, Sport Plus này. Đó, cái hệ thống treo nó chuyển sang Sport Plus luôn các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể nâng hạ gầm ở đây này. Đó, Lips này, Normal này, Low này. Đó, nó sẽ điều chỉnh từ cái hệ thống treo nhé. Rồi, mình sẽ quay lại đi. Đó, nói chung là rất hiện đại các bạn ạ. Và về Home này, về Home xem. Đây là cánh gió các bạn ạ. Các bạn thể mở cánh gió từ vị trí này nhá. Hoặc là lên hệ thống rèm này. Đó, nâng hạ gầm ở đây này. Rất nhiều, cái màn hình cảm ứng này các bạn có thể dùng được rất nhiều và điều chỉnh được rất nhiều thứ. Hoặc là mà mình mà nói hết như những chiếc xe khác, mình mà nói hết cái màn hình này chắc là mất lại khoảng mấy phút nữa mới xong được cái màn hình này. Chiếc này thì có gói Sport Channel, thế nên nó sẽ có một cái đồng hồ kim phía trên này, nhìn rất thể thao và đẹp mắt luôn. Xung quanh là cái màng loa và hệ thống gió các bạn nhé. Ở phía dưới cái màn hình thì chúng ta sẽ có một cái cụm rất là quen thuộc với cần số của Porsche đặt ở chính giữa này, logo Porsche ở trên này. Nó có PRND này, M cộng trừ này, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập hai bên này, cũng có các cái phím tắt như suộc, K, Climate, Media, Home, Option, Phone, Navigator, CS. Đó, những cái thiết kế rất là quen thuộc rồi. Và cái nền là chất liệu là màu piano màu đen các bạn nhé. Có cửa gió điều hòa nhỏ tinh tế ở đây này. Phía dưới này thì nó cũng sẽ hiển thị này, đang ở chế độ lái nào thì nó sẽ hiển thị ở đây nhé. Sport này là Sport Plus này, hệ thống treo thể thao này, tắt chấn chân trượt ở đây này, điều hòa lấy gió trong lấy gió ngoài này. Ở đây thì chúng ta có logo Panamera dập nổi đây, phanh tay điện tử ở phía trên, có hai cái khay để cốc ở đây các bạn nhé, một cái to một cái nhỏ. Đây là chìa khóa mình đã giới thiệu rồi. Ở phía dưới này, dưới cái bệ thủy tay này, chúng ta sẽ có một cái ngăn để đồ. Đó, có một cái ngăn để đồ và có cổng sạc 12V cổng tẩu thuốc này, cổng sạc type C này. Đó, khi các bạn hạ xuống thì sẽ là một cái bệ thủy tay bọc da. Đây, ghế ngồi thiết kế rất thể thao luôn, rất chất luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái gì sáng sáng không? Đó là cái viền đèn, viền nội thất của cái loa Bose các bạn nhé. Chiếc này thì được trang bị loa Bose, một trong những hệ thống loa nghe rất là phê. Đó là những gì mình muốn giới thiệu các bạn về chiếc Porsche Panamera. Chiếc này thì được trang bị động cơ V6 2.9 lít. Có lẽ là video này cũng khá là dài rồi, mình xin phép kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang, những xe mới thị trường Việt Nam nhé. Còn đây là chiếc Porsche Panamera phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên được trang bị khá là nhiều những cái tùy chọn cao cấp. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.